thưa quý vị. Và tiếp tục sau đây là một tiết mục quý vị đang nóng lòng chờ đợi, sự xuất hiện đặc biệt của nữ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Lệ Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân mến. Lệ Thủy xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì bài hát đầu tiên, Lệ Thủy sẽ ca một bài tân cổ giao duyên, tân nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Dương Đình Trí. Đó là bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Luôn nhớ mãi như hình ảnh đậm đà của cô gái.
điệu lăm thon, dù cái hát đinh như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Phố xa ơi, bốn mùa cây trái đơm bông, gái bên trái tình quê thắm nồng, điệu dân ca ngọt ngào mến mông. Sông quê ơi, nóng bữa bao ngàn xưa, tôi không quên ly chè xanh Hàng Dừa. Về Bạc Liêu nghe hát cái lương rau đơn dòng cô, Cà Mau cuối nẻo đôi lòng gửi lại chút tình.